cái dấu giò này nãy mày có vô đây mày có thấy không? Nè. Mất từ phát. Cái gì? Thiệt. Anh sợ gắn. Em bà cho con hỏi cái nhà bên đó đó là có từ khi nào vậy bà hai? Cái nhà của bác sĩ Nu á có từ khi nào bà hai? Nhà Tàu Pháp bây giờ bà hai? Tại con có coi trên mạng có một số người nói bên đó có này nọ đó, hiện tượng này nọ đó, con đi đến đây con thử con quay với lại con hỏi mọi người ở đây có thấy cái gì trên đó không này nọ đó. Không có gì đâu. Dạ không có hai. Không. Dạ, tại con nghe nói tại trên mạng đồn nói là ở đó có ma hả? Ma với lại ban đêm gì đó lạnh lẽo gì đó. Làm như tất hả? Dạ. Hồi Cao Pháp là hồi đó ông bác sĩ Nu á. Dạ. Ông làm bác sĩ đó. Dạ. Rồi ông ở lên ông sắp đó là trong những người mà ta già lên đó mà ở là ta dưỡng bệnh đó. Dạ. Đổ gió dưỡng bệnh. Rồi ông sau này ông già rồi ông về hưu ông chết rồi chôn cái dưới này có quần lăn của ông. Dạ. Vậy nên ngôi nhà hồi có hồi hồi tôi còn nhỏ tới giờ luôn mà. Dạ. Hôm nay tôi 79 gần 80 rồi. Dạ. Tôi rành. Dạ bà ơi, không thấy như tự ma này kia nọ. Không. Để trời trên mạng không nghe nói đó là người ta bịa chuyện người ta đặt rồi nặng đừng ai lên đó. Dạ. Hồi đó thì tụi mà thương binh lịch sĩ rồi nó lấy lợi nó làm rồi bán buôn lỗ lã rồi nó buôn luôn những trộm cải cửa mấy đồ đạc hết trơn. Dạ thì nãy con có lên chảnh con thấy là trên đó chống quơ hết trơn rồi nó cài nó lấy hết trơn rồi. Dạ tới từ đó nó còn ở bên bển tôi xài điện nó cắt nó lấy dây điện luôn. Dạ cắt lấy 50-60 thước xài dây đồng nữa. Dạ mà không hay tối giờ mở đèn lên không thấy cái cháy hôm nay bộ cúp điện chừng qua bển nó cắt lấy nó gỡ đồng hồ đồng héo gì mẹ. Dạ vậy ban đêm mà mình qua đợi bển cũng bình thường á ba hai? Bình thường có gì đâu. Dạ má có. Dạ tại con nghe rồi con muốn đến đây coi có gì không thật sự. Dạ có hiện tượng gì đó lạ không đó ba hai? Mà không thấy gì cái vùng đất này là vùng đất Phật mà chắc lẽ hiện tượng đó rất là khó có. Hồi chào tôi còn nhỏ ở còn chưa có ma cỏ nữa không. Dạ. Có ai ở đây nữa. Dạ. Đường xá này chưa có xe chạy nữa. Dạ. Hồi đó hồi Cà Pháp đó là nó chạy chiếc xe tăng chiếc giáp rồi lên xong rồi nó đổ đá 4-7, 5-6, 4-7 xong rồi cán xuống vậy rồi chạy thôi. Dạ. Cái một xi măng với mà đá nhựa này đường nhựa này nó chạy bữa một banh chành mẹ hết rồi. Dạ. Rồi mưa gió như vậy á là như nó chảy lũng lỗ lũng hang rồi nó bồi đắp đá thêm vô nó chạy lên nó càng lên càng xuống là đó nó đóng đô cho nó có pháo đài. Dạ. Yeah. Vậy trên có pháo đài. Có pháo đài rồi gì chào Việt Cộng cách mạng ta về đây cái ta hòa bình cái đập phá bên đó chứ mà còn mình rất đẹp lắm. Dạ. Yeah. Tới 12 tầng ở trên cao vậy nè. 12 tầng. Cái sân thượng của nó bự hơn cái nhà này của tôi nữa mà. Bằng đây qua bên bển nó dài tới này vậy nè, cái sân thượng của nó rất rộng lắm. Là máy bay chỉnh đậu được.
Thì đập nó bỏ lên đó là nó lên đó là nó bỏ ông dòm về xứ về nước Pháp của nó được thấy hết trơn đó. Dạ vậy là cao dữ nha. Dạ. Tôi là con còn nhỏ. Ở ở Cà Pháp còn đóng đô chẳng hạn cái giờ. Người đó. Dạ bà. Bà già bà dưới ha. Cái cốt bà đem về kia gì dưới cách. Dạ, nhìn vậy lúc trước là bà nằm ở trên đỉnh ha bà. Ờ dạ. Chỗ bây giờ thờ cũng như cái thờ cái miễu không có hình tượng bà chẳng. Dạ. Cũng như còn nhớ cái di tích bà hồi xưa bằng ngồi. Vậy là bữa hổm mà con tắm bà là mà hình như là có đi rước gì đó con nhớ không biết đi rước ai đó. Là rước trên núi về ha bà. Dạ. Bữa 22. Dạ. Và cũng như tối 10:23 đó. 12:23 là bận áo bà tắm bà rồi dạ. Đổi mão lên cho bà nè. Bữa 22 là kiên kiệu cảnh đang làm dạ. Lễ trên chỗ bà ngự đó. Dạ. Thì như bà ở đây á, thì về bà chú xứ mình ở đây á, thì lúc trước giờ bà nghe có việc gì mà bà hiển linh hoặc là như thế nào không bà? Bà kể cho tụi con nghe được không? Chà có nghe cái gì không? Bây giờ mình nói thì cũng chẳng dám. Dạ. Nói vậy cậu hiểu? Dạ dạ. Nó nguy hiểm. Dạ. Nó sưu tầm tới rồi nó hỏi cái này kia nó khó khăn. Dạ dạ dạ. Biết giờ cũng làm tin. Dạ, nghĩa là mình có những thứ mà mình muốn nói mà không thể nói được. Dạ, đó vậy đó, tôi nói dạ. Cho cậu hiểu nhiều. Dạ. Tại vì con cũng nghe chuyện miệng rất là nhiều mấy cái câu chuyện ngày xưa đồ nói lại ông bà lớn tuổi cha mẹ con có kể lại thời đó thì con cũng kéo nghe nhưng mà thì bây giờ thì nói chung là có cốt bà đó hả? Kim có chín người phụ nữ à. Còn Trinh đó là nó kim bà xuống được cái 20 người thanh niên với cậu là kim cũng xuống được. Dạ. Vậy đó. Vậy là thanh niên cho dù đông cũng không bằng 9 người nữ đúng không bà? 9 người nữ. Bởi dạ. Năm nào cũng đi thiên kiệu là 9 đội nữ vậy đó, một đội 9 đứa vậy. Dạ. Trên mình dài lần tới. Dạ. Hiểu luôn. Từ đây mình xuống dốc là khoảng bao xa bà? Ở trên này đi xuống thì cũng mấy cây số. Dạ. Xuống tới Mỹ Hòa. Dạ đi mà cái theo cái dốc này cũng hơi khó đi hả bà? Bây giờ làm đường bán đất đi dễ. Dạ. Cái hồi đó con đường khó khăn nè. Dạ. Ở cái vùng này con thấy hình như có hình như con vẫn còn cắn độc đúng không bà? Có những ít nữa mà. Giếng dạ đúng rồi, tại con chạy từ trong Ba Chúc đó bà. Từ đó ra đây cũng còn 40 cây à. Dạ con đi ra rồi để con coi xác minh thật sự có hiện tượng gì đó nó liên quan đến tâm linh ở đây không? Ở nhiều người nói rồi đột nón rồi nọ mình không biết như thế nào. Thì con coi trên mạng thì có rất nhiều người nói là bắt đầu từ 4:30 chiều á. Chờ đến tối là cái khu đó lạnh lẽo và nói chung là có cái hiện tượng gì đó mà chẳng ai dám qua đó. Theo bà ở đây á, trước giờ là bà có thấy ai qua như đó ban đêm không? Tới ngày cúng người ta cũng đi gần gần đi. Dạ. Nhà thường thì ít. Dạ. Vậy lúc trước cái đó là cái nhà hàng ha bà, cái nhà nghỉ. Còn lúc tôi còn nhỏ là ông bác sĩ nuôi. Việc bác sĩ. Dạ. Thì sau này ổng mới đi qua bên Pháp. Dạ. Người ta nói thì có ông ở tối lên dạ. Hai người lên đó. Dạ thì con ý định là ở đây đến tối đang con đi chỉnh con quay một cái nữa có xác định thật sự có cái những cái vấn đề gì đó liên quan tới con cũng nghe có nhiều người ở ngoài này nè. Họ nói ừ thì bạn ra đó xem cái việc cái nhà đó thật sự có thực hư không đó. Thì con mới khăn gối ở đây mà đụng ngay bữa nay trời mưa quá mưa rồi đi ra tới đây cũng mất mưa nhiều thấm mưa từ trưa tới giờ. Vậy là theo bà nói bạn thì thật sự trước bây giờ ở đây chưa có cái hiện tượng nào mà qua đụng đón thì chắc lẽ thì mình với anh Tú rồi thấy thật sự thì đúng là thật sự là lạnh lẽo thật nhưng mà lạnh lẽo ở đây là do là cũng như không có người ở. Dạ đúng rồi. Thấy cái nhà nó lạnh lẽo vậy thôi chứ mà dạ đúng rồi. Dạ. Vậy thôi.
Tại bây giờ không có người ở, hồi đó thì có người ở đó bán quán, bán tiệm, bán chứa cho người ta ngủ, khách sạn ở trên lầu ở dưới cái đất đồ này kia đó, phòng từ ngày giờ bán ế ẩm mà khách ít lên ăn uống. Dạ. Thành thử rồi bỏ quan luôn rồi tụi chợm nó tải lấy đồ hết ra thì con bỏ nhà quan. Tại con thấy đó còn niệm đồ nhiều. Nghĩ là lúc đó xây cất cho bộ đội An Giang này cũng xuống ở đó giữ nữa. Dạ. Coi Tú nó chơi với khỉ nè bà. Đúng rồi. Bụng đít rồi kìa, thấy không? Các bạn biết tại sao nó bụng đít không? Do là nó sợ mình giấu chim. Giấu chim. Đó giờ đít đó. Đít kìa, đít ghẻ. Bụng đít ghẻ. Bụng đít rồi. Đít ghẻ, đít ghẻ. Có gì cho nó ăn nữa coi. Cho nó ăn trước. Nó đụng. Chào tao mày. Chơi à. Ê. Gà lớn nó cũng bắt nữa. Ừ, ngàn nó hút. Tức rồi đó, chuẩn bị chữ tức. Tức rồi đó. Mày vô mà vợ Phú La nó mua gà. Để gà ở đó. Nó cứ nhạc yêu không yêu lắm hả? Yêu không yêu lắm hả? Yêu không yêu lắm hả? Không yêu lắm hả? Ờ, buôn gà, buôn cái rột kìa. Mấy gà là gần nhìn nó ghê quá. Cô à, chỉ cái đôi tay nó mà lừa cái gì đâu. Không có gì cho nó, không có cắt đâu. Vậy đó. Đừng có chọc nó nè. Bật chớn có chịu à. Bật chớn. Điện thoại hay là chìa khóa gì nó giật được là khó gỡ lại trong đó. Xà xà nó chắc ăn. Nó răng mắt chưa? Chớn này nguy hiểm quá. Thử quá. Nó đi chọc khỉ kìa bạn. Chạy đi, thôi đi đi. Thôi bây giờ mình với Tú đi qua bên bển sớm luôn bạn. Không có giỡn với bạn các bạn. Quỷ. Giờ này âm mưu quá. Thì do đặc thù là do là mình với Tú là do từ đây về nhà nó khá xa, đoạn đường thì đi trên tiếng hồ. Cho nên thì mình với Tú quyết định nó qua sớm hơn chút xíu. Giờ này các bạn thấy không? Cái cùng đường này thì nó sương mù tối thui à. Về tối một chút xíu nữa thì không thấy đường chạy xe xuống dưới. Mà trong đây thì... gì? Thì đây là mình sẽ hết mưa rồi mình sẽ quay từ cái đoạn mình đi lên nhà cho bạn xem luôn. Để dốc lên luôn. Cái đường đây cua ớn ăn không? Thì mấy bà cũng nghe rồi đó. Bà nói thì ở đây thì bà ở đây khá lâu rồi, cũng không nghe cái hiện tượng gì. Nhưng mình nghe nói là nhiều bạn đi kể lại. Chứ ngoài thật sự á, đối với riêng mình á, thì thật sự khi vào đó nó có cảm giác rất là sợ. Thật sự là vậy. Nó lạnh lẽo ở cái khu này nó... Này cái đường vô nè bạn nè. Gì? Giờ này là 6 giờ rồi, nhưng trong camera vẫn còn thấy sáng. Và cái đường đi thì nó... Mấy bạn thấy không? Mây áp núi thì sương mù nó cũng dày đặc luôn. Cho nên cái đường đi nó lạnh lẽo lắm. Mà thật sự rất là lạnh luôn á. Bây giờ là Lộc đang run. Còn Tú thì nó còn... Cái áo nó còn hơi khô. Còn mình thì ướt hết cả người vậy. Quần nhỏ, quần lớn đều ướt hết. Cái đường lên các bạn thấy nó hơi ngán ngán không? Nhưng mà thật sự nếu mà không có cái sự có nghĩa là không nghe người lớn nói á, thì chắc lẽ mình cũng sẽ khá là sợ vào ban đêm. Tại vì cái khu này nó cái biệt thự này nó nằm tách biệt với bên ngoài quá. Sẽ phi vào thung cái chân, thung cái chân. Hút lẹ dục cái điếu đi mày. Quải thiệt, nãy giờ anh hút khí thế luôn. Không để ý luôn. Mình đó giờ mình quay, mình tuyệt đối là không cho nó hút thuốc, bữa nay quên. Tại vì sao thứ nhất, thứ hai là trời lạnh quá. Thì nó không hút thì không được.
sống đời. Lên đây nọ nọ nghe mấy con ấy lấy đèn ra. Quái. Thụng dưới chừng lượng gì tới luôn. Hai cây luôn nha, nặng cây nha. Mình cầm đây đi. Tao cầm cái này cho. Quay lại. Để mình quay một toàn cảnh cho các bạn xem. Ước gì nó thật sự lọc cái túi hiện giờ là quay á, ước gì khi có được cái live cam nó quay được mấy cái khu nhà cho các bạn xem nó nằm ở đâu rồi nọ. Nhưng mà chắc là sẽ mua nhưng khoảng 5 năm 7 năm nữa. Đến khi nào mà mình với Tú có số tiền khoảng 20-30 triệu để đủ mua cái live cam á thì mới nghĩ đến. Chứ hiện giờ thì lương hai mình chỉ đủ trang trải cho cái cuộc sống thôi chứ không dám mơ xa. Ai gọi? Ê lấy điện thoại tao nghe cái Tú. Ai gọi nữa? Đủ thứ chuyện chứ. Ở nương đâu đưa. Chắc ngoài mày gọi quá. Bấm cho ngang. Nghe em ơi. Lưu. Được, đang ngoài núi Sam nè. Đang quay. Dạ dạ. Bỏ vô. Mình với Tú thì nói chung là hai cái đèn. Thì hai cái đèn luôn đi theo anh mình. Để bây giờ mình đi quay một vòng ở ngoài cho bạn xem. Giờ này là 6 giờ chiều. Và điều đầu tiên á, cảm giác lạnh ở đây á, là mày thấy lạnh là gì cái gì Tú? Tao thấy rất lạnh, tao đã gung luôn. Gió lạnh như hoàn toàn. Thứ nhất là gió lạnh. Thứ hai là do ở đây nó thì đúng rồi. Như này 6 giờ mà trong camera vẫn còn sáng như ở ngoài thì nó vô nhà tao thui à. Ừ. Bên đó vô cái nhánh cây. Ốc. Ôi. Cái này mà có lại cam quay từ trên xuống ha, thấy nguyên cái nhà mà luôn. Đây nè. Thì ở đây nhìn vô bạn thấy không? Nguyên cái biệt thự. Giờ này thì trong nhà nó tối hết rồi. Mình với Tú quyết định qua sớm để đi để về sớm. Đây có cái miếu nè. Mình đi vòng ngoài trước đi, tôi lạnh quá, lạnh rồi, gục quá, gục rồi. Đi ở ngoài chứ đi vòng ngoài đi, còn vô trong. Quá lạnh rồi. Công nhận lạnh ghê thiệt chứ. Khu này nhìn xuống thì thấy nguyên cái núi Sam, khu vực núi Sam. Ở dưới này chùa Bà nằm dưới dốc này các bạn. Vô luôn hả? Ở quá trời lạnh nè. Đúng là ở đây gì lạnh thiệt. Cẩn thận nha, coi có kim gì dưới chân không á. Ai biết. Ồ. Ờ mà tự nhiên cái này giống như cái cổng á. Ba cánh cửa sắp lên nhau. Thành cái cổng. Mà mày theo á, mày thấy nó chắc không? Mày thấy chắc không? Mày đụng đụng thế coi. Không chắc đâu. Tao không hiểu người ta là. Giờ gắn. Ở đây gắn nhiều lắm á nha. Ở đây đậu nữa kìa. Da gắn hả? Tưởng gắn đâu là mất rồi. Ở đây gắn dữ vậy.
Ơ chà. Ê ơi. Ơ trò. Con đâu nó không? Nó mi. Da gắn dữ thằng vậy. Đấy, đi ra chà bá là. Ừ, da gắn nãy đó bự. Nãy cái ngại cái gì nó ngại con. 4-5 con cái da luôn. Con kia nó bòi. Nhờ đi anh giảm đi. À, lạnh quá lạnh này. Quái thiệt. Cái chuyện kim tim nữa nghe tôi. Mang dép càng cái đế cứng cứng như đỡ. Bỏ tao nhìn nó nói ở đây có nó có chạy ra. Dướng giò. Đi bên nào trước đi có bên nè. Đây à. Mình thấy người ta cúng được, đây cũng khá là nhiều, mình không. Nói chung là mình đi để xem coi ở đây có cái hiện tượng gì không. Thật là có gì quay lên camera nó ghi lại được. Tự nhiên máy ngưng quay lên nè. Tao mới bấm lại nữa nè. Tao quay đó giờ tự nhiên có lần này tự nhiên cái máy tự động tắt lên mày. Mấy con này kêu con muốn nổi dây gà dây vịt lên hết. Con sơn quá. Con sơn gì kỳ vậy? Con gãi đậy kìa. Mở quạt đây. Đây con nó sơn nè. Đâu? Mà không biết ai, cái lý do gì mà họ lại đi đem mũ sơn đi làm cái này chi ta? Cái chương bắt quái hả? Tao cho coi coi. Nhìn sao mà rõ ta? Kêu đã thôi. Mày tắt cái camera, mày tắt cái. Không có gì. Cái gì? Nặng cái cánh cửa cái đó nó nặng lắm. Nước cái bồn nước. Mấy con này kêu nữa ban đêm cũng ỉa quần nữa thì nó. Dây điện rồi cắt. Mình nói với bạn thì trở lại ban đêm nhưng mà chỉ lúc này 6 giờ mấy thôi, trời sập tối thôi chứ không đi vào khuya, do là hai mình quá xa đi phải đi để tranh thủ thời gian gì à. Nó nữa tắt nữa nè. Gì? Tắt quậy. Không, này không tắt. Nhảy cái, đứng cái. Nó. Ừ. Nó quay bị đâu vậy? Nó không có quay. Không biết nữa. Bây giờ mình lên cái tầng trên. Giờ này mà nếu có hiện tượng gì là giờ sụp mặt trời là giờ mà có hiện tượng mà dễ có thấy những hiện tượng tâm linh nhất. Gì?
Thôi đứng nhìn, đứng nhìn. Cái phòng bên đây là cái phòng tớ ớn nhất mà Túc. Phòng bên đây nè. Phòng cái vô đó thấy nó chừng có gắn được nha mày. Cái máy này sao á, máy này nó báo gì hoài không ngừng ngay. Gì vậy? Ở đây mà ban đêm mà đi mình mà thấy cái mấy cái ghế như vậy mà tự nhiên có người ngồi gọi tới rồi luôn mất tiêu. Gắn nãy là sớm mình nó quay rồi. Gắn này gắn gì ta? Theo tôi thấy cái miệng của gắn này có khả năng gắn này là gắn dữ á. Gì vậy? Quỷ nhỏ nào mới thòng hoài mày. Đây sao thấy nó cái điều mà vô đây á, thờ Lộc với Tú là sợ đầu tiên á, đó là gặp mấy dân hút chích, dân anh chị hút chích này nọ thôi là điều sợ cao nhất. Ở đây khá là đẹp nha mọi người. Ừ, này các bạn, các bạn thấy dưới ở dưới mở đèn chưa? Nhưng mà trong camera thì các bạn thấy nó sáng vậy. Hả? Ở đó có nhà đó, dưới đó có nhà, có bật con âm nữa. Cái này mà nếu mà có cái livecam á, mình bay từ đây ra đó nguyên khu này mình nhìn thấy đẹp lắm Túc. Có livecam quay bay từ trên xuống đây là thấy cái biệt thự rất đẹp luôn á. Có livecam mình bay ra đó mới có tiền đâu bay. Mà mình bay quá. Mình bay bởi không có tiền thì bay quá lạnh này. Bây giờ mình với Tú sẽ đi xuống cái khu nhà phía dưới. Tú ơi, gọi 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 cho đây, cái này đây chỗ này à? Ừ, gì chẳng không biết thích đâu à. Đi con coi chắc hớt ngang cái gì nó có tiền đen không. Con gì vậy? Bấm pin.
bum bum đêm. Ây da. Bà nó. Gì? Đi đường, đi đường bên này xuống đi. Lạnh nóng nổi thì sợ ra đây cái lạnh nóng nổi thiệt. Bởi vì nhiều người nói ở đây giờ ban đêm lạnh phải rồi. Lạnh thiệt á. Mà lạnh đây là do lạnh, do thời tiết. Thứ hai là do mình ướt mình hết rồi. Đèn nó sáng trưng hết trơn. Mà thấy không, đèn sáng hết trơn. Hả? Cái đường nó đi về á. À, cái tắt qua bên kia vậy. Cái nào? Đường đó. Tắt bên nào? Tắt qua đường chợ Thủ Đốc. Nó có. Cái đường đó là đi đi về nhà mình á. Ủa phải không trời? Đường tắt chỗ. Ừ đúng rồi, cái đường đi về nhà mình á. Đường này nè. Đường chạy theo sông nè đó, cặp xét với sông á. Phải không? Đi kệ bà đi mệt lắm. Lạnh giò cẳng rồi giờ không còn cảm giác luôn á nè. Nó tê hết trơn. Về tới nhà nó tới khuya luôn. Sao bữa nha? Sao rưỡi vậy? Món còn sáng trưng là ngộ thiệt. Tháng năm mà chưa nằm tới sáng mà. Tháng này là sáng dài lắm. Đi đâu đi dưới luôn hả vậy? Có chùa. Cái đường đi về đâu ta? Ừ đúng rồi, ơi, cái đường nó về nhà đó. Phải không? Thôi kệ đi, ngồi tính sao. Giờ lạnh dữ lắm rồi. Yến. Muối, muối, muối. Muối là ma tí gì? Ai biết, ma tí là hũ đó, chắc tiền dữ lắm. Ai biết đâu gửi cái thử coi. Cái đá cái thịt gì nè. Quái gì. Giống cái trời ta. Muối. Muối bột, muối bột. Dính thử miếng không? Thôi cởi đi. Đậy nắp lại đi, yên vô đi. Lớp nhà cứ gắt cứ gắt. Giống như trời nắng. Nhưng mà đi chẳng. Im im. Mày nghe gì không? Mày nghe để ký góc bên đây nè, góc bên đây nè. Đứng đứng đằng nào, đứng gần rồi xếp vô đây coi. Nè, im lặng nha. Đứng mở cửa vậy. Ừ. Con mở hồi hết mới. Nghe không? Có kẹt, có kẹt, có kẹt, có kẹt, có kẹt, có kẹt, có quay á. Đứng ngay mở cửa. Gì? Cái xe. Yeah.
Mày xô đâu được hả? Quái. Hả? Sao? Mày nói gì? Bây giờ tao mày đi lên mấy cái vòng đó một lần nữa. Mấy cái vòng trở lại một vòng một lần nữa. Lần nữa? Đi không? Hả? Nó thui ghê quá. Giờ tối vậy nè, bây giờ sập xuống nè. Đèn người ta đốt nè, đèn đường. Nhưng mà do là... Nói chung là do trời với lại do cái máy quay không bị nó biết sao mà ngoài. Ở ngoài nó tối thui vậy mà trong cái máy quay nó vẫn sáng trưng nè. Nè, nó gian là quả. Gian là bằng giấc trưa vậy đó. Yến nó về đó em ơi. Ha. Đi, đi lên. Mình có hỏi bà về cái vấn đề mà bà chúa xứ ở đây á, thì tuyệt nhiên thì cái việc đó thì chẳng ai dám nhắc đâu, tại vì bà rất là lên và nói chung là có nhiều chuyện quay quanh ở bà lắm, nhưng mà tuyệt đối không ai ở xứ này dám hé môi. Mà mình cũng biết khá là nhiều câu chuyện về bà. Nghe một số người chuyện miệng thôi chứ không rõ là như thế nào. Mình sẽ vô đây một lần nữa mà. Lúc mưa ta. Luôn ơi. Ở ngoài không thấy mưa không? Cái đèn tới thui nữa rồi, mẹ cái đèn này sao ác không trời. Hết pin nữa. Cái đèn này rõ không? Thấy mà thấy không rõ, cái đèn này nó sáng rồi. Thay cái pin giùm tao cái. Đi ngoài thay cái pin đi vô lại. Cái chai có khi nào lăn nó bể không mày? Chai lăn rồi. Cái gì? Chắc bên này sạc đầy nè.
cháy đầu đó không biết nữa. Bấm thử cái cháy vô. Rồi cháy rồi. Ở đây đây. Lẹ lẹ đi. Để... mưa tới nữa rồi. Có đèn sáng này mới đi đổ lại cái chai đó coi. Nhang đốt đủ thứ gốc cái gì. Cái này mà ở đây mình chở nó không hay sao? Nãy mình nghe tiếng đâu. Quên nữa mày lát nãy giờ nữa trời. Đi thôi. Sao bên đây cái tiếng cái chai bể hoài mà không biết tại sao tích quá ta. Mà chai ở đây rất nhiều. Nói chung là thôi đi. Ê, mấy cái dấu giò này nãy mày có vô đây mày có thấy không? Nè. What the fuck. Ừ. Đi đây thôi. Nói vậy mấy lần không thấy. Sao từ tao chịu giờ tao đâu có thấy cái này ta. Nó tới đây luôn. Ừ. Bên đây nữa nè, bên đây nữa nè. Đây nè. Đi tôi rồi, đi. Đi. Đi trước đi quá. Cái gì? Mò hả? Không biết nữa. Không phải cái bình nước nè. Bình nước. Thôi bây giờ mình cũng tắt camera bạn ơi. Nói chung là cái hiện tượng mình không biết nói. Mình với Tú đi sẽ đi gì mà mình tắt camera tại do trời đang mưa đâm đâm. Không có
quay được sẽ hư cái điện thoại các bạn.